Xin chào toàn thể các bác trên kênh Cùng Dòng Vlog. Thời tiết tháng 8 và tháng 9 đang có dấu hiệu bất ổn về để hãm cây đào các bác. Thứ nhất là rất nhiều tỉnh hiện nay đang có mưa, chính vì vậy đọt lon sẽ khả năng xuất hiện. Ở đây chia sẻ với các bác là ông Rong đang thông báo một clip về thời tiết tháng 8, tháng 9, những việc nhà vườn cần nên làm để hỗ trợ cho cây đào. Kỹ thuật của năm 2024-2023 không thể mang ra áp dụng cho kỹ thuật 2024 được. Chính vì vậy, thời tiết tháng 9, cuối tháng 9 hiện nay và đầu tháng 10, cây đào có khả năng ra lại đọt rất cao do thời tiết mưa thuận. Chính vì vậy, chúng ta hãy kiểm tra ruộng đào nhà mình xem có khả năng ra đọt lon không, để phòng ngay và phun gì ạ, phun thuốc chặn đọt, giúp cây đào không phát triển đọt nữa mà chúng chuyển sang gì, già cành, già lá, già rằm. Với thuốc chặn đọt nhập khẩu từ Israel được phân phối trên kênh Ông Rong Vlog, phun 2 lạng rưỡi một bình. Nếu khả năng ruộng đào nhà mình có dấu hiệu ra đọt lon thì chúng ta hãy phun ngay nhằm giữ cho cây đào già cành, già lụ, không ra đọt lon, giúp cây đào sẽ làm hoa. Và tháng 8, tháng 9 này chúng ta phải hiểu rằng cây đào bắt buộc phải làm lụ. Để làm gì ạ? Để tháng 11, tháng 12 thời tiết rét. Nếu tháng 19, tháng 10 này mà cây đào vẫn chưa ra lụ thì các bác chặn bầu cũng phải lên cẩn thận. Cây đào đang làm lụ thì chúng ta chặt một lửa rễ của cây đào đi, chứng tỏ cây đào đánh bầu và cây đào không đánh bầu, như cây đào lơm chẳng hạn, thì hoa hoàn toàn khác. Ở đây chúng ta không tìm hiểu kỹ, như ông Rong đã tìm hiểu kỹ, cây hoa đào mà không đánh gốc, hoa nó khác với cây đào đánh gốc. Chính vì vậy, để hỗ trợ cho những cây đào đào bầu thì chúng ta hãy phun một chất brom giúp hỗ trợ cho hoa đào, lụ đào căng hơn, đẹp hơn, những cái mắt ngủ cũng có khả năng là ra đều hơn. Hiện nay là ông Rong kiểm tra một số nhà vườn đã phun bờ loam thuốc kích nụ thì hiện nay nụ ra rất đều, thậm chí là ra cả giam ba. Nên ở đây chúng ta kiểm tra tháng 9, cây đào chúng ta phải sao sát kiểm tra. Thứ nhất là đang tháng cây đào làm lụ thì chúng ta chặt rễ. Cái thứ hai là hiện nay tháng 9, tháng 10, dẹp sáp đang tấn công cây đào rất mạnh, cũng như rụng lá, vàng lá, thối lá hiện nay đang cũng chút cũng rất nhiều. Nhằm giữ cho lá đào xanh đẹp, chúng ta hãy phun man. Phun man không những giữ cho lá đào xanh, còn giữ cho lụ, chống thối, chống hư, rụng lụ. Nên ở đây chia sẻ với bác là việc làm rất quan trọng trong tháng 9, tháng 10 này. Chúng ta không được chủ quan khi chúng ta khoanh xong hoặc là chúng ta phun xong chặn răm là chúng ta yên tâm là kệ nó lên. Nên chúng ta phải sát sao hơn, đúng không ạ? Trên kênh của ông Rong Vlog thì khuyên các bạn rất nhiều về kỹ thuật. Nên tháng 9, tháng 10 này các bác ra kiểm tra ruộng đào nhà mình, nếu gì khả năng ra đọt lon là chúng ta phải phun phòng ngay, không ngoài mục đích là không cho chúng ra đọt nữa. Và cái thứ hai là gì ạ, giúp cái lá già ra, cành già ra. Cành dăm ba càng lâu càng già thì hoa càng đẹp. Những vườn mà bắt buộc phải chặn gốc để làm gì ạ? Để khi các bác đi vận chuyển đi bán xa nó không bị héo. Thứ hai là khách hàng chơi hoa vẫn đẹp. Có một loại thuốc giúp cây đào chặn bầu, đảo bầu, hoa vẫn đẹp như cây đào không đảo bầu, đó là phun bờ loam vào nhằm hỗ trợ cho cây đào. Thứ hai là chúng ta chặn bầu xong chúng ta cưới rễ. Nhưng 2024 này, tháng 8, tháng 9 này, thời tiết đang bắt đầu mưa, rất nhiều nhà vườn có khả năng ra đọt thêm.
Ông Dòng khuyên các bác là hãy kiểm tra ruộng đào nhà mình. Thứ nhất là về đọt non, cái thứ hai về lấm, và thứ ba là về dẹp sáp. Và kiểm tra xem nếu cây đào chưa có tí mắt nào mà chúng ta đánh bầu là khả năng ruộng đào hoa rất sai. Ở đây các bác chưa ngắm kỹ, ông Dòng kiểm tra hoặc đã nhìn hàng năm, rất nhiều cành đào sai nụ. Tại sao cành đào sai nụ và cành đào sai hoa? Chính vì vậy, không phải ruộng nào cũng ra sai hoa. Chính vì vậy, chúng ta kiểm tra xem ruộng nào nhà mình có lẩy lụ đều không, thì chúng ta hỗ trợ phun bờ lom cho cây đào. Trên phương diện, kênh của ông Long Vlog là thông báo thời tiết hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để bà con xem. Tháng 9, tháng 10 đang bất ổn vì mưa, khả năng ra trận đoạt rất cao. Và tháng 11, tháng 12 năm nay, thời tiết sẽ rét, xuân đến muộn, cây đào rất có khả năng là chậm lụ, chậm hoa, thậm chí là lở kém. Nên ở đây chia sẻ các bác là gì ạ? Chúng ta ngoài việc gì ạ? Chờ đợi như mọi năm thì chúng ta sát sao kiểm tra cây đào. Ông Dòng nhắc lại, thứ nhất là khả năng ra đọt lon, cái thứ hai là đang dày lấm, dẹp sáp, thối lá, rụng lá. Thì ở đây chia sẻ các bác là kiểm tra những ruộng đào nhà mình xem đã lụ, đã lẩy to chưa thì chúng ta mới chặn bầu các bác. Nếu lụ chưa lẩy thì chúng ta buộc lòng phải phun gì ạ? Bờ loam vào. Phun bờ loam không phải để tốn tiền mà tăng số lụ và kích thích lụ ra. Lụ ra đẹp rồi chúng ta chặn bầu, chúng ta an tâm với ruộng đào lấy lụ nhà mình. Không như mọi năm tháng 12 rất nhiều ruộng đào đang kẹt hoa vì thời tiết. Chính vì vậy chúng ta rất cẩn thận bám sát cây đào từng ngày, từng tuần và từng tháng. Kênh của ông Dòng Vlog sẽ hỗ trợ các bác tối đa về kỹ thuật và thông báo về thời tiết. Lên ở đây chia sẻ các bác, ông Dòng làm clip ngắn này để thông báo ngay buổi sáng ngày hôm nay. Còn hôm nay là 27 âm 2000 tháng 27 âm tháng 8 tháng 9 2024, thì ông Dòng thông báo một thời tiết khả năng ruộng đào ra đọt rất cao các bác. Hãy phun chặn đọt 2,5 trên bình để gì ạ? Giúp ra cành, ra lá, ra hoa. Xin cảm ơn các bác.